Là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin lớn thứ 7 thế giới và số 1 Nhật Bản, Fujitsu luôn được người dùng tin tưởng vì sự bền bỉ và hiệu năng tối ưu, đặc biệt là doanh nhân và dân văn phòng. Với thiết kế Ultrabook mỏng nhẹ, Fujitsu Linebook U749 nặng chưa đến 1,5kg, cực kỳ phù hợp với các chuyến công tác để mang đi di chuyển khắp mọi nơi. Hướng đến đối tượng là người dùng là doanh nhân và dân văn phòng, Fujitsu mang đến một màu đen sang trọng và được thiết kế với sự pha trộn giữa kim loại và nhựa, đem lại vẻ ngoài tối giản nhưng vẫn vô cùng tinh tế và thanh lịch. Điểm nhấn mà mình thích nhất ở phần thiết kế chính là ở phần bề mặt trước của máy. Ngoài logo được đặt ở chính giữa ra thì còn được Fujitsu phủ lên một lớp bắt sáng có ánh nhũ nhẹ, làm nổi bật lên chiếc máy. Khi sờ vào thì cực kỳ thích tay và không hề bám vân tay một chút nào cả. Bản lề được đặt về hai bên vô cùng chắc chắn. Khi mở ra thì các bạn sẽ phải dùng hai tay mới có thể mở được. Sự tiện dụng nghĩ cho người dùng luôn là tiêu chí mà Fujitsu hướng đến. Đối với đối tượng người dùng là dân văn phòng và doanh nhân thường xuyên phải gặp khách hàng để trao đổi, thì bản lề của máy có thể mở ra được một góc 180 độ. Đối với các cuộc họp online hoặc là cần chỉ đạo công việc từ xa thì Fujitsu có trang bị webcam với chất lượng HD. Với tính chất công việc phụ thuộc hoàn toàn vào laptop thì việc lưu trữ và bảo mật dữ liệu luôn được đặt lên hàng đầu. Fujitsu trang bị cho người dùng nút cảm biến vân tay ở góc bên phải gần với đáy máy, vừa tiết kiệm thời gian mở máy vừa giúp cho laptop của các bạn an toàn hơn rất là nhiều. Với sức mạnh xử lý tối đa các tác vụ từ các ứng dụng văn phòng cho đến trục tab Chrome thì Fujitsu U749 sở hữu Intel Core i5-8265U với 4x8 luồng, 8GB RAM và 512GB SSD. Nhìn vào thiết kế phải nói là siêu mỏng, thế nhưng mình cực kỳ ấn tượng với khả năng nâng cấp của Fujitsu khi có thể nâng cấp được RAM, SSD và thay được cả phần pin rời. Với thiết kế nhỏ gọn thì màn hình của Fujitsu sở hữu là màn hình 14 inch, độ phân giải Full HD cho chất lượng hình ảnh chi tiết và khá sắc nét. Vì tính chất công việc thường xuyên phải nhìn vào màn hình máy tính, thế nên Fujitsu trang bị công nghệ màn hình chống chói anti-glare giúp hiển thị hình ảnh video tốt hơn ngay cả điều kiện ánh sáng ngoài trời và khi nhìn nhiều vào màn hình cũng giúp cho người dùng đỡ bị mỏi mắt cũng như là chói mắt. Chuyển xuống phần bàn phím thì bàn phím có layout phím quen thuộc với các phím bấm êm ái, độ nảy tốt, khoảng cách giữa các phím hợp lý, phù hợp với việc soạn thảo văn bản, gõ phím và nhập dữ liệu một cách nhanh chóng. Touchpad diện tích rộng, cảm ứng tốt, bề mặt khá mịn cho phép các bạn thực hiện chính xác các thao tác chuột. Thêm vào đó thì Fujitsu còn trang bị checkpoint giúp điều khiển thay cho checkpad, phục vụ công việc một cách thuận lợi hơn. Cổng giao tiếp cực kỳ đầy đủ từ VGA cho tới Thunderbolt để xuất hình ảnh ra máy chiếu, TV rất tiện lợi. Hai cổng USB Type-A, một cổng HDMI, cổng mạng LAN RJ45, cổng nguồn, một jack audio combo. Thời lượng pin cũng rất là ấn tượng khi được trang bị viên pin 4 cell 50Wh vừa đủ cho một ngày dài làm việc. Ngoài ra thì máy còn hỗ trợ sạc nhanh qua cổng Thunderbolt, có thể sạc nhanh lên đến 80% trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Với sự bền bỉ đã trở thành thương hiệu của laptop đến từ Nhật Bản, thiết kế lịch sự, tinh tế, hiệu năng cao, phục vụ được tất cả các tác vụ từ cơ bản đến nâng cao và mức giá thời điểm hiện tại đang cực kỳ ưu đãi, chỉ hơn 21 triệu đồng có duy nhất tại Anphát, thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Thế nhá. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anphát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.